Anh Ngô Thái Văn, giáo dân thuộc giáo xứ Công giáo tại Việt Nam. Anh học cao học chính trị tại American University. Anh hoạt động cho nhân quyền tại Việt Nam từ năm 2017. Mr. Ngô Thái Văn, a member of Our Lady of Vietnam Catholic Church. He has a master's degree in politics at American University. He has been working for human rights in Vietnam since 2017. Xin kính mời anh Văn. Please welcome Mr. Văn. Thank you, Chief. Good evening, everyone. First, I would like to thank Father Tan for allowing this event to take place at our parish. Ms. Trâm and other organizers who have made this event possible. All of you who care enough about the commemoration of our Black April to be here this evening. Trước tiên, con xin cảm ơn cha đã cho tổ chức sự kiện này tại đây. Xin cảm ơn chị Quỳnh Trâm và các anh chị em trong ban tổ chức. Tất cả quý vị đã có đủ quan tâm đến việc kỷ niệm ngày 30 tháng 4 đêm để có mặt tại đây tối nay. I would like to have some question to some request for you. So, if your last name is Nguyễn, please raise your hand. Ai tên có tên họ là Nguyễn, xin giơ tay. Yeah. If your last name is Trần, please raise your hand. Ai có tên họ là Trần, xin giơ tay. Anyone who last name is Lê, please raise your hand. Okay, so I guess we have a few Vietnamese here. Although it is fair that some of you may consider yourself Americans, a part of your identity is Vietnamese, as shown by your last name. And I think it's fine. All of, we all have multiple identities. I, for example, consider myself a Catholic, a Vietnamese, and a Vietnamese American. And each of these identities can be the most important identity to me, depending on the context. So, if you are Vietnamese, you may want to love other Vietnamese. God asked us to love people, doesn't he? Then, the question becomes what our fellow Vietnamese need. As for people who are not as lucky as we are to be able to live in this country, people who are stuck in Vietnam, the following video may give you a hint. The video was taken during the COVID-19 pandemic in Vietnam, when police stopped workers from going back to their hometown, when they had no money left to live in the cities because they had lost their jobs. So the video, please. Nếu mà có ý định về lâu rồi, cứ nghĩ là mình gượng ra.
dịch nó ổn định, mà bây giờ 4 tháng rồi mà bây giờ người ta cho hoạt động lại cũng đâu có hoạt động thoải mái. Còn hết trong công việc bây giờ cũng chưa đi làm lại được, nên bây giờ chỉ có biết về quê thôi. Sập trở là bây giờ the video has shown you something that the people in Vietnam, they need, at least they need human rights. You see that the people who just want to go home, I just want to go home, but I can't. Even though I have no money, I just want to go home. If I stay here, I don't have a place to live. I don't have money to feed my family, but I can't. Con xin có đôi lời bằng tiếng Việt. Như quý vị cũng đã thấy, hầu hết nếu mà tất cả không phải những người ở đây đều là người Việt Nam. Vì vậy, cho dù quý vị có thể cho mình là người Mỹ, một phần căn tính của quý vị là người Việt. Và điều này là bình thường thôi, chúng ta có thể có nhiều căn tính. Như bản thân con, coi con là một người Công giáo, một người Việt Nam và là một người Mỹ gốc Việt. Tuy vậy, tùy theo hoàn cảnh, một trong những căn tính này có thể trở nên là một căn tính quan trọng nhất tùy theo các hoàn cảnh. Vì vậy đó, là người Việt đó, thì có lẽ là chúng ta nên yêu thương người Việt và chú muốn chúng ta yêu thương người khác, phải không quý vị? Nếu mà đúng như vậy đó, thì câu hỏi đặt ra là đồng bào chúng ta cần cái gì? Và với những người không được như may mắn như chúng ta được sống trên đất nước này, những người còn kẹt lại tại Việt Nam mà đoạn video vừa rồi chắc cũng gợi cho quý vị thấy, một trong những điều họ cần là quyền con người. Và con tin rằng chúng ta có thể giúp họ. Con xin cảm ơn quý vị. Làm việc trong lĩnh vực về đấu tranh cho dân chủ, dân quyền cho Việt Nam. Tuy công việc chúng tôi khác nhau, nhưng mà cùng trên một con đường hướng về Việt Nam. Thì khi mà tôi mời anh để chia sẻ một vài ý cho các em trẻ, làm cách nào khi mà mình đang ở xứ sở tự do mà mình vẫn tiếp tục đấu tranh dấn thân cho dân chủ, dân quyền cho Việt Nam, và bằng cách nào? Dạ xin thưa, thật sự ra không có cái gì mà mình làm một lớn lao, hay là mình phải xuống đường, hay mình làm những cái mà mọi người cứ cho rằng là đó là một cái chính trị. Với tôi là một bậc phụ huynh, là cái việc thiết thực và nhỏ nhất là từ trong gia đình. Gia đình là nền tảng của xã hội, và chúng ta là người Việt tị nạn. Cái việc mà chúng ta cần làm nhất và cho các em biết về cái cội nguồn của mình, và đặc biệt mình đang sống ở xứ sở Mỹ, mình có được cái quyền lợi là cái lá phiếu, mình phải ra đi bầu, không phải là vì cứ chờ tới bầu cử tổng thống, mà ngay cả từng cái địa phương của quý vị ở, từng quận hạt mình phải đi ra bầu từ những cấp thấp nhỏ nhất, bởi vì những nơi đó là họ làm luật, lawmaker. Từ đó mình mới hướng cho con em của mình chọn người đúng, và bản thân của chúng ta phải biết những người nào xứng đáng để mình bầu. Đó là những việc làm nhỏ nhất mà chúng ta đóng góp cho công cuộc để mong là có một cái tương lai tốt đẹp cho con em chúng ta.
nói chung ở Mỹ và ở nghĩ tới về quê hương Việt Nam.